Đây là một ca mụn với cái tình trạng thâm đỏ đang còn rất là nhiều và cái tình trạng viêm chưa được giải quyết hết nhé. Và bạn có chia sẻ với bác sĩ Hằng là tính chất công việc của bạn là làm vào ban đêm này, skin care của bạn thì cũng cơ bản thôi, bạn đang uống tinh dầu hoa anh thảo. Và tại sao mà cái tình trạng mụn của bạn vẫn chưa đỡ? Với cái tình trạng mụn viêm dai dẳng như này á, thì bác sĩ khuyên bạn là nên đổ từ uống tinh dầu hoa anh thảo sang uống một cái dòng sản phẩm khác mà hỗ trợ cái quá trình điều trị mụn nhé. Với cái tình trạng mụn viêm mà không rõ nhân như này á, thì bác sĩ cũng không khuyên là sử dụng cleansit đâu nhé, mà mình có thể sử dụng sang Tretinoin, mình bôi toàn bộ cái vùng mụn. Và với cái việc mà bạn làm ca đêm á, thì mình có lo lắng khi sử dụng Tretinoin không? Thì câu trả lời là cũng không quá lo lắng đâu nha, bởi vì là Tretinoin hiện nay á, thì hầu hết là khá là bền vững với ánh sáng đèn điện nhé. Và lời khuyên của bác sĩ là bạn sẽ bôi Tretinoin trước một cái giấc ngủ dài, và nếu như bạn ngủ ban ngày thì mình sẽ ngủ ở phòng tối một chút xíu nhé. Cuối cùng là bạn cần kiên trì trong một thời gian khoảng tầm độ 3 tháng để thấy được kết quả tốt nhé.